À, chào các bạn, hôm nay mình sẽ hướng dẫn cho các bạn cách thêm cái thư viện của cái board STM32 F103 Bluebeam vào trong phần mềm Open Protect. Đầu tiên các bạn download cái thư viện này về. Cái hướng dẫn của cái file thư viện này mình sẽ để ở bên dưới phần mô tả của video, các bạn click vào link để download. Thì cách chúng ta cài cái thư viện này vào rất là dễ, là chúng ta chỉ copy hai cái file này vào trong cái thư mục thư viện của Rotat. Mình sẽ copy vào. Thì tùy theo cái phiên bản Windows mà các bạn đang sử dụng với lại cái phiên bản Protect thì cái đường dẫn đến cái thư viện của phần mềm Protect nó sẽ khác nhau ha. Ở đây mình đang xài Protect 8 nha, cái này chỉ xài được trên Protect 8. Các bạn nào xài Protect 7 thì các bạn có thể đâu thử rồi cài thư viện vô thử rồi báo cho mình biết là có sử dụng được hay không. Ở đây mình chỉ mới test trên Protect 8 thôi. Rồi. Thì hiện tại mình đang xài máy là Windows 10 ha, Protect 8, và cái thư mục thư viện của Rotat thì nó nằm trong cái thư mục Program Data này. Các bạn phải cho hiện phải ấn lên thì mới thấy được cái thư mục này. Rồi, nó nằm trong cái thư mục Lab Center Electronic. Đây, Rotat 8 Professional. Đây, cái thư viện Library, copy bỏ vào đây. Ở trong này nó có sẵn rất là nhiều thư viện của Rotat, mình copy bỏ vào thôi. Đó, nè. Rồi, sau khi bỏ vào đây thì mình sử dụng được bình thường nha. Mình sẽ mở Rotat lên nè. Bây giờ mình vào cái mặt sẽ chọn cái tên FP rồi cái tên này mình đặt cái tên bo là Blue View. Đây là tên thư viện chúng ta mới vừa cài vào, lấy linh kiện ra giống như sử dụng như linh kiện bình thường thôi, cái gì sẽ khác. Thì đây là một cái thư viện mình tự tạo nha, đánh dấu tên bản quyền gì đây. Thì các bạn nào sử dụng lại cái bo này trong Rotat thì các bạn tôn trọng bản quyền của mình, đừng có sửa đổi nha. Rồi, bây giờ mình sẽ mô phỏng thử cho nó chạy thử để chúng ta biết cách làm việc với cái bo này luôn. Mình sẽ lấy thêm một số linh kiện nữa là led và điểm sáng. Ở đây chân 3/3 mình sẽ nối lên nguồn VCC, sẽ lấy cái chân nguồn ra. Reset thì chúng ta sẽ nối với một con điện trở làm VCC. Ở đây mình sẽ thử một cái chương trình cho tắt led trên chân C13 ha. Thì cái bo Bluebeam nó có sẵn con led trên chân C13, VC13 thì mình sẽ bắt con led vào đó. Nốt của led nối vào nguồn VCC luôn, nối vào một con điện trở hai dòng nữa và nối vào chân C13. Còn quy điều kiện này sai nguồn 3/3, điện trở hai dòng mình chọn khoảng 100 ký, 100 100 hoặc là 150 gì đó. Trên đây thì mình sẽ nối xuống trên đây. Tiếp theo nữa mình phải đi cập cái nguồn này nè, cho nó hiểu nó nguồn VCC chúng ta sử dụng là 3/3. Chọn vào Design, Config Power Rail. Ở đây cái con quy điều khiển này nó có bộ analog nữa. Thì cái chân VDDA là cái chân nguồn cấp cho cái khối analog ở trong nguồn chip. Và chân VSSA là chân cấp cho cái cấp mát cho cái bộ analog này. Thì chỗ này mình chọn cái net là RENADA nè. Net là RENADA, mình sẽ add cái chân VSSA này để nó nối chung với RENADA luôn. Tiếp theo là chân VCC VDDA thì mình sẽ chọn thêm cái chân là VDDA để nó nối chung lên VCC luôn. Và VCC là 3/3, 3.3 vô. Ok. Rồi, tiếp theo nữa mình sẽ đi chọn tần số cho thạch anh là 12 mạng. 8 mạng. Chương trình. Thì mình sẽ chọn đến một cái chương trình mà ở đây mình đã viết sẵn rồi. Mình viết bằng kêu C nha. Reset. STM32. Đây, STM32 mình đem bằng một kiếp này. Sample. Mình chọn đến file hết ha. Và mình chạy chương trình thì nó sẽ chạy một phòng như bình thường. Chắc không lấy này đâu. Ở đây chúng ta có thể sử dụng cái bo Bluebeam này bình thường. Đó. Rồi.
Rồi, cảm ơn các bạn đã theo dõi video. Hẹn gặp lại các bạn trong những video sau.